Rồi hello anh em nha. Thì hiện đang ở văn phòng công ty Phúc Len của một cái người anh, người ông anh của mình. Đấy. Thì văn phòng lần này Thiện ghé rất là đẹp nha. Mà anh hẹn với Thiện là 3 phút nữa anh về. Mà anh cho Thiện đợi chắc tầm khoảng 4 mấy phút. Đấy. Đợi cũng khá là lâu. Văn phòng thì nó đẹp hơn lần trước Thiện có ghé, đẹp hơn rất là nhiều. Nội thất rất là sang trọng. Đây. Đây, chắc có vẻ là công ty của anh làm ăn phát đạt đây, và có chơi câu liễn nhiều quá đấy, mà mấy liễn này Thiện thích lắm này, thì cũng rất là thích chứ phong cách mà kiểu văn phòng hay nhà riêng ấy mà kê treo những câu liễn như thế này: xuân vạn như ý, hạ phú quý vinh hoa, thu thịnh vượng an khang, đông thọ toàn phước lộc. Đấy, rất là hay đúng không? Đấy, còn nội thất thì rất là đẹp, rất là đẹp. Phúc Len nha. Còn bên đây là cái mô hình nhà mẫu, dự án mẫu mà Phúc Len đang triển khai này. Đấy, khách hàng có thể xem được cái dự án này. Đấy. Quy mô dự án cũng thấy cũng khá lớn này, không biết bao nhiêu nè. Chút nữa em nhờ anh giám đốc của Phúc Len anh chia sẻ. Đấy, anh đây. Đây, bản đồ không luôn. Anh giám đốc của anh có thể chia sẻ thêm cái dự án này không anh giám đốc? Trong này có đâu? Chia sẻ. Anh này tên Mr. Ánh nha, giám đốc của Phúc Len. Còn tên anh thích là Rick Nguyễn mới chịu rồi. Bóng bàn đó. Ở trời trời, nó kêu giới thiệu dự án thì dẫn vô bóng bàn lại ông này thì chứ. Giới thiệu dự án nó đang YouTube nè. Dự án hả? Hello, hello, xin chào mọi người. Cài thấu có trang nghe đẹp trai rồi, đẹp trai giấu trời. Công ty mình đang triển khai bán dự án ở Long An. Đây là dự án Long Cai Residence. Đó. Diện tích thì từ 80 mét vuông đến 150 mét vuông, giá thì nó cũng mềm lắm. Tầm 12 triệu mét vuông thổ cư. Trên 500 đã ra sổ. Có hình thức trả sao anh, có dây vốn không lãi suất gì không? Đúng rồi, để mua thì bên mình hỗ trợ trả không lãi suất trong vòng từ 12 đến 4 tháng. Còn muốn vay ngân hàng thì vay từ tối đa dưới 30 năm. Đó. Tháng nếu như lo khoảng 8 rưỡi thì vay 500 triệu, còn 300 rưỡi. Vay 5 triệu thì tháng, một tháng tầm khoảng là lãi suất ngân hàng 10% một năm. Hiện ra một tháng thì không phải 83%, thì một tháng khoảng 7-8 triệu gốc là mua được một lô ở đây rồi. Này cái dự án nằm đâu anh? Cái dự án này nằm ở ngay xã Long Cao, huyện Cần Đước. Nó cách cái chợ Bình Chánh của mình nó khoảng 2 km thôi. Rồi đi từ đây là từ Bình Tân xuống đó thì tầm khoảng là chưa tới 20 km. Đi trục đường chính quốc lộ 1A cho nên nó cũng rất là dễ đầu tư. Hiện tại bên mình đang triển khai một dự án mới ở Đức Hòa. Đức Hòa Long An, thì Đức Hòa là mệnh danh là một cái huyện mà là nó sắp lên thị trấn đó, thôi sắp lên thành phố. Hiện tại là thị trấn rồi, bây giờ sắp lên thành phố. Khu Đức Hòa thì em nghe nó cũng rất là sôi nổi đúng không? Đúng rồi, Đức Hòa đang là đó là thủ phủ của khu công nghiệp, vùng ven mà. Đó là dự án này bao nhiêu hết? Cái dự án này là gần 60 hecta, đây là chỉ là một phân khu thôi. Phân khu thôi đó hả? Một phân khu trong 6 phân khu ở trong đó thôi. Ok. Đấy, thì đó là một chút chia sẻ của có liên hệ Lâm Thanh Thiện, thì nhà đất bán rất là nhiều chỗ. qua cái thời gian mà biết Lâm Thanh Thiện thì Lâm Thiện cũng đi bán rất là nhiều, như quận 9, quận Thủ Đức rồi dưới miền Tây nữa. Trên này Thiện cũng đã bán cho mình được khoảng là 7-8 lô rồi. Thì biết Thiện rất là có là rất chi tiết trong chuyện mà thẩm định giá bất động sản. Nên các bạn cứ liên hệ Mr. Thiện. Ok, xong đi ngày ăn. Liên hệ thành trực tiếp với anh đi. Liên hệ với Mr. Thiện, liên hệ mình cũng được. Qua số hotline là 0901 858485. Rồi. Trong đất Bình Chánh. Rồi đọc lại lần nữa cho khán giả nhớ luôn. 0901 858485. Rồi. Các bạn kết bạn Zalo luôn. Rồi các bạn nhớ số của Rick Nguyễn nha. Cái biệt danh của Rick Nguyễn, còn nick cái tên đó. Đây một dự án khác đây này. Mặt bằng phân lô dự án Long Cang, River Park. Đấy.
bạn nào có thích đầu tư bất động sản đấy, để tiền để ra tiền thì liên hệ với Phúc Len, chỗ anh giám đốc Phúc Len đây, Mr. Ánh, người rất là gần sành sỏi bất động sản nha. Ở anh hoạt động bất động sản bao nhiêu năm anh? Mình làm cũng trên dưới 10 năm. 10 năm. Đấy, 10 năm trong nghề. Còn đây là cái này là cái 10 thói quen của triệu phú. Một là làm vượt trên sự mong đợi. Hai là chủ động trong mọi việc. Ba là cam kết bằng kết quả. Bốn là chịu trách nhiệm 100%. Năm là không ngừng học hỏi. Sáu là dám nghĩ lớn. Bảy là xây dựng mối quan hệ. Tám là tiết kiệm. Chín là chấp nhận rủi ro có tính toán. 10 là sử dụng đồng bảy. Quá tuyệt vời. Đấy, còn này là kêu gọi nhân viên nha, kêu gọi nhân viên nè. Đến sớm 5 phút được coi là đúng giờ. Mà đi làm nhân viên phải đến sớm 5 phút nha. Thôi bây giờ anh em đi nhậu rồi. Thì những bạn bè nào hay anh chị em nào cần đầu tư bất động sản liên hệ Chris Nguyễn nha. Mr. Ánh, anh đọc số hotline lúc nãy rồi đấy. Rồi, xin chào các bạn nha. Thì phải đi nhậu đây. Đấy, thèm nhỏ dãi rồi. Đặc biệt Thiện có tin tức muốn truyền đạt tới các bạn đây. Các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh Lâm Thanh Thiện của Thiện, nhanh chóng đạt được 100.000 lượt subscribe thì Thiện sẽ public các khóa học SEO hoàn toàn miễn phí dành tặng cho tất cả các bạn, ai cũng có thể học được. Đó như là một lời tri ân Thiện dành cho tất cả các bạn luôn luôn ủng hộ Thiện trong thời gian qua, được không ạ? Thì sau đây Thiện sẽ giới thiệu một chút xíu về khóa học SEO này mà bạn nhận được sau khi mà kênh của Thiện đạt được 100.000 lượt subscribe. Rồi, thì đây là khóa học SEO mà Thiện dành tặng cho tất cả các bạn nếu như kênh YouTube của Thiện đạt được 100.000 lượt subscribe các bạn nha. Thì trong cái khóa học SEO này thì các bạn sẽ học được các kiến thức như là nghiên cứu thị trường, từ cái việc là nghiên cứu từ khóa cho đến là nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, được không ạ? Rồi chương thứ hai đó là SEO on page, chương thứ ba đó là SEO off page. Thì với kiến thức mà cái khóa học SEO này mang lại á, thì sẽ giúp website của bạn có hàng chục nghìn khách hàng truy cập website mỗi tháng một cách hoàn toàn miễn phí các bạn nha. Thì khóa học này cái giá gốc hiện tại đang là 8 triệu đồng, được không ạ? Và Thiện đang giảm giá 25%, còn lại 6 triệu đồng. Nhưng mà khi kênh YouTube Lâm Thanh Thiện của Thiện đạt được 100.000 lượt subscribe thì Thiện sẽ public cái khóa học này ra công khai để dành tặng cho tất cả các bạn, ai cũng có thể học được. Đó như là một lời tri ân các bạn nha, được không ạ? Thì nếu như bạn thấy cái thông tin vừa rồi nó quá hấp dẫn, nó quá thú vị thì các bạn hãy đăng ký kênh Lâm Thanh Thiện ủng hộ Thiện nhé. Thì kênh Lâm Thanh Thiện này Thiện chia sẻ 4 lý thuyết chính, 4 cái chủ đề chính các bạn nha. Chủ đề thứ nhất đó là kinh doanh, chủ đề thứ hai đó là khởi nghiệp, chủ đề thứ ba đó là kiếm tiền online, chủ đề thứ tư, chủ đề cuối cùng là các kiến thức marketing, được không ạ? Thì sau khi đăng ký kênh này các bạn sẽ không bỏ lỡ những cái video về 4 chủ đề này các bạn nha. Thiện hy vọng là cái kênh YouTube Lâm Thanh Thiện này sẽ nhanh chóng đạt được 100.000 lượt subscribe để dành tặng cái phần quà khóa học SEO đó dành tặng cho tất cả các bạn, được không ạ? Ok, bye bye các bạn.